Rồi, đầu tiên em sẽ là một con 11 của Mac, và con này sẽ bán giá là 8 triệu 6 rồi. Thì tình dạng của máy này á là quốc tế Mông Mỹ, lời lời ăn phiên bản là 64GB quốc tế rồi. Đó, pin á của con này là pin 100%. Con này đã hai pin rồi nha người. Mọi chức năng này sử dụng bình thường, em sẽ sơ cho người xem nha. Đây là Face ID nè, này. Thiết lập là Face ID cho người xem luôn nha. Đó. Ok nha người. Face ID ok nè. Đó, Face ID ok nha người. Tiếp theo sẽ là camera người. Đây, em camera nha. Góc rộng nè. X1 nè, X2 nè, đó. Còn đây camera selfie. Mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Và tình trạng của máy này á là màn hình á là bị ám nhẹ một xíu rồi. Mọi người thấy không? Ở đây nó có xíu ám nè. Đó. Nói chung mọi người quay kỹ lắm mới thấy rồi, nó bị đu ảnh cục sóng nè. Đó. Với màn hình này đã ép kính rồi nha. Vẫn là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi. Tình trạng thì bên em có sao bảo vậy rồi. Đó. Giá bán sẽ là 8 triệu 6 nha. iPhone 11 của Mac lưu ảnh và ép kính nha mọi người. Ok, 8 triệu 6. Em lên tiếp á, hôm nay về cũng nhiều máy rồi. Đó, nói chung hôm nay về khá là nhiều máy nha. Một con giáo clip nè. Này giáo clip màu trắng đen. Còn bảo hành đến ngày 11 tháng 10 2022 nha. Giá bán sẽ là 10 triệu 800. Giáo clip 3, con này là bản chính hãng nha người. Đó, giáo clip 3 nha. Chip xử lý sẽ đã gần là 888 rồi. Đây. Giáo clip 3 5G. RAM 8, bộ nhớ 128GB nha. Đó. Màn hình 120Hz. Giá bán là 10 triệu 800. Giáo clip 3. Có phone 2 em hết hàng rồi nha anh Nguyễn Đạt ơi. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung Galaxy Z Fold 3 và con này sẽ bán giá là 17 triệu 600. Samsung Galaxy Z Fold 3 màu trắng rồi. Đây, Z Fold 3 màu trắng nha. Máy thì cũng còn khá là ổn mọi người. Đây, ok chưa, nó có bị vết cứng đây nè. Có sao bên em báo vậy nha. Đó, Z Fold 3 cũng là màn hình gập, màn hình 120Hz. Chip xử lý sản là gần 888. Con này thì có camera ẩn với màn hình rồi. Đó, anh cầm một tay hơi khó xíu rồi. Đây, Samsung Galaxy Z Fold 3 17 triệu 600. Tình diện của cái này á là con này là bản hàng rồi. Đó, ngoại hình này tầm khoảng 97-98. Giá bán là 17 triệu 800 nha. S21 5G bên em bán giá là 8 triệu 3 nha anh ơi. Note 10 bên em vẫn còn 5 triệu rưỡi. Rồi em lên tiếp một con á sẽ là hai con 11 Pro. iPhone 11 Pro 8 triệu 8 rồi, pin còn 85%. iPhone 11 Pro nha. Đó, đây pin 85 nè, pin zin nè người. Đây 8 triệu rưỡi. Đó, con này mã VK là Canada rồi, 64GB quốc tế nha. Giá bán là 8 triệu rưỡi. Tình dạng con này á là đã ép kính rồi người. Bên em thì có sao bảo vậy nha, máy này ép kính rồi nha. Đó, màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi. Rồi lên tiếp một con nữa nè, 11 Pro pin 100%, 9 triệu 2, màu gold. Đó, 9 triệu 2, màu gold rồi. 11 Pro nha, quốc tế Mỹ rồi, 64GB, pin 100% là pin hay rồi nha. Đó, có sao anh em bảo vậy nha. Đó, pin 100%, 64GB, máy này ép kính rồi luôn, 9 triệu 2. Mấy con này thì em thanh lý, tình trạng có sao bảo vậy người. Đó, rẻ hơn 1 triệu nha. Nó rẻ hơn 1 triệu người. Rồi tiếp theo sẽ là iPhone XS thì bán giá là 5 triệu 950 một viên nè mọi người. Đó, xíu sẽ like nha, đợi xíu. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung A53 5G, có hộp luôn rồi. Còn bảo hành đến tháng 8 2023 nha. 23 tháng 8 2023, A53 5G. Máy thì còn rất là đẹp nha người. Mọi người thấy không, còn rất là đẹp nha. Giá là 6 triệu người. 6 triệu nha. Samsung A53 5G, bảo hành đến tháng 8 2023. Đó, còn hộp luôn nè, màu trắng rất là đẹp. Với clip 3 10 triệu 800 anh ơi. Rồi lên tiếp một con là S21 Ultra bản Mỹ nè. S21 Ultra bản Mỹ. Này, Samsung Galaxy S21 Ultra bản Mỹ sẽ được 2 SIM và được chip xử lý sẽ là gần 888, RAM 12, bộ 128GB, 12 triệu 900. 12 triệu 900 người. Đó, S21 Ultra 5G bản Mỹ 12 triệu 900 nha. Máy rất là đẹp nha người. Đây, 12 triệu 900. Ok, bản Mỹ là 2 SIM, chip xử lý Snapdragon 888, một eSIM, một SIM vật lý nha người. Oppo A91 RAM 828GB luôn nha. 2.850. Oppo A91 2.850. 2.850 RAM 828GB. Đó. Ok chưa? Máy cũng còn khá là ổn áp nha. Rồi, em sẽ lên tiếp là nói chung hôm nay hành lý nhiều máy nha người. Em sẽ báo từ trái sang phải qua trước đi. Máy hành lý nằm bên đây nữa nè. Rồi để em xíu nha, em sẽ báo hết mấy cái hàng mới về nè. Hôm nay có hai cái iPad hành lý luôn,
cũng giá cũng khá là ổn rồi, 3 triệu 9 thôi. iPad Gen 5 128GB 4G đó, iPad Gen 5 nha. Mọi người đang xem live, mọi người cho em 1.1 lượt chia sẻ mọi người ơi. Đó, Xiaomi Mi 11T RAM 828GB nha, chip Dimensity 1200, màn hình 120Hz 5.750, đó, Dimensity 1200. Rồi, iPhone XS lên cho anh luôn nè. iPhone XS 64GB 5.950, con này pin 88% nha. iPhone XS đây, con này mã Mỹ, quốc tế 64GB, đã lên iOS 16, pin còn 88%, 5.950, iPhone XS nha, 5.950. Rồi, tiếp theo sẽ đọc máy hành lý cho anh. Rồi, để em xíu nha, ngồi tạm báo từ trái sang phải cho nó dễ đỡ lộn rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là Poco X3 Pro RAM 8, bộ nhớ là 26GB, chip Snapdragon 860, màn hình 120Hz, 3.950 thôi. Con này pin là 5.001 nha. Đó, con này thì đó, bán rất là chạm rồi. Đó, chip Snapdragon 860, bây giờ chỉ còn chơi game tốt rồi. Màn hình 120Hz nữa, pin khá là trâu nha. Pin sẽ là 5.001 rồi. Ok, 3.950 thôi. Poco X3 Pro. Rồi lên tiếp một con Oppo Reno 6 Pro nè. Ủa, con này bị gì vậy ta? À, Oppo Reno 6 Pro màn hình 120Hz, chip xử lý sẽ là gần 870, RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB nha. RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB, màn hình cong 120Hz, chip 870, 6.9 rồi. 6.9 nha. Oppo Reno 6 Pro 5G 6.9 mọi người. Đó, bên em có bán trả góp, không cần trả trước nha mọi người. Đây, không cần trả trước luôn nha. Mọi người đang xem live, ngồi cho em 1.1 chia sẻ mọi người ơi. 593 người đang xem rồi. Đó. Tiếp theo sẽ là iPhone X Max phiên bản 5, phiên bản là 256GB 9.1 màu gold. Đó. iPhone Max pin 88%, con này mã Mỹ nha. 26GB quốc tế. Giá bán sẽ là 9.1 người. 9.1 nha. 11 thường em cũng có luôn nha. Đây, 11 thường em có 3 con, một con 128GB. Em sẽ báo từ trái sang phải mọi người, để em xíu nha. 11 con mắt cũng có đấy mọi người. Xiaomi hả? Con này Xiaomi đúng rồi. Không lộn gì ta. Đây. Để em xíu. Đây là Xiaomi 6 RAM 8 128GB, chip Helio G90T nha. 2.550. Xiaomi 6 RAM 128GB. Ấm lộn cái này hoài ta. Đây. RAM 428GB. 2.550, 2.550 đúng rồi. Rồi. Tiếp theo sẽ là Oppo Reno 10X Zoom. Này chỉnh lộn cái gì hả? Nó vô chế độ reconfirm. Đây, Oppo Reno 10X Zoom 4.550 nha. Con này chip Snapdragon 855, RAM 8 bộ 26GB, 4.550. Đó. 4.550 đúng rồi. Em sẽ lên tiếp một con 12 Pro Max 256GB nha. Pin thì còn 87%. Đó. Pin 87% nè. 18.200. 256GB. Màn hình tầm khoảng 97-98% nha. 12 Pro Max. Đây. 12 Pro Max mã Mỹ nha mọi người, 256GB. Giá bán là 18.200, 12 Pro Max nha. Đó, 12 Pro Max. Rồi, em sẽ lên tiếp là Samsung A32, còn bảo hành hãng cũng khá là dài. Thôi con là bảo hành hãng chứ. Ngày 20 tháng 11 em nói nhầm mà, phải bảo hành hãng dài. Ngày 20 tháng 11 nha. Samsung A32 RAM 628GB 3.6, pin sẽ là 5.000 nha mọi người. Pin sẽ là 5.000 nha. Đây là Samsung A52s 5G RAM 828GB 5.250. Cũng còn bảo hành hãng đến tháng 10 2022. Đó. Màn hình 120Hz, chip xử lý sẽ là gần 778 rồi mọi người. Ok. Rồi, tiếp theo là Redmi Note 11 nè. Redmi Note 11 nè mọi người. Đó, Redmi Note 11 á sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, chip xử lý sẽ là gần 680. Đây, RAM 6 3.550 nha. Phiên bản RAM 6GB. Đó, rất là đẹp mọi người, gần như 99%. 3.550. Rồi, tiếp theo sẽ là Redmi 9 nè. Đây. À, con này là Redmi Note 9 nè. RAM 4 128GB, 1.850 thôi nha. RAM 4. Đó, rất là ok luôn mọi người. RAM 4 bộ nhớ 128GB nha. 1.850 thôi. Đó, con này xài chữa cháy khá là ngon nè. Chỉ có 1.850 nha. Camera sẽ là 48 megapixel.
này hầu khách bán rẻ xíu rồi. 11 Pro 256 GB, pin 100%, 11.200, 11 Pro nha. 256 GB, màu xanh rất là đẹp rồi. Đó. 97.98%. Đây, 11.200 nha. Muốn mua hay như thế nào? Bạn xinh đẹp ơi, mọi người có thể gọi trực tiếp số hotline giúp em nha để chốt hàng ngồi cho nó nhanh. Đó. iPhone XS 256 GB, pin 93%, mã mỹ luôn. 6.6, iPhone XS 6.6, 256 GB. Rồi. Lâu có iPad nè, em sẽ thanh lý lên hai con iPad nè. Này. iPad Gen 4 3.9 thôi nha. 3.9 thôi nha mọi người. Đây, iPad Gen 4 128 GB 4G 3.9, iPad Gen 4 128 GB 4G 3.9 nha mọi người. Đó. Máy nè. Đây con này màu gold nè. Thấy chưa? 3.9 nha. Đó, 3.9. Này cái case nó gắn 4G nè. Đó thấy chưa? Ok chưa? Đó quay qua vòng vòng cho mọi người xem luôn. Đó. Rồi, tình trạng của máy này á là mọi chức năng sử dụng bình thường nha, không bị lỗi gì hết người. Đây camera cho mọi người xem luôn. Uy tín cho mọi người. Đó camera nè. Đó. Camera còn nét nha. Rồi tiếp theo sẽ là camera selfie nè. Đó, uy tín chưa? 3.9 thôi, con này không bị lỗi hết. Tình trạng của máy này á, đây cho mọi người xem. Cái lỗi này thì mọi người chắc cũng không thấy đâu. Nó bị bụi dưới trong màn hình nè. Mọi người thấy không? Đó, cái màn hình này bụi dưới trong nè, nó chỉ vậy thôi, không bị gì hết người. Máy zin nha, có sao bảo vậy. Đó, hành lý thì có sao nó vậy người, thì đã hành lý là lỗ rồi, cứ nói xạo chi mọi người. Con nào zin nó zin nè. Đó, 3.9 thôi, bị bụi màn hình, chỉ 3.9 thôi người. Rồi lên tiếp một con nè, iPad nè, cũng là 4G 128GB, iPad Gen 5 cũng là 3.9 luôn. Đây một con màu trắng, một con màu vàng. Đó, iPad hơi hệ 5 là iPad Gen 5 rồi. Đó, hơi hệ 5 rồi, thấy không? Hơi hệ 5 nè. Con này thì bản Nhật nha. Nói chung thì iPad không quan trọng bản Nhật hay bản Mỹ rồi. Chỉ sử dụng được 4G thôi, mình đâu nghe gọi đâu. Đó, dung lượng 128GB nè. Cũng giống hơn kia hơn rồi. Đó, có dữ liệu di động đâu có 4G nè. Đó, chứ xong 4G rồi người, thấy không? Đó, tình trạng của máy này thì mọi chức năng sử dụng bình thường luôn. Ở con này quên gắn cái SIM rồi. Có gì gắn sau. Đó, có sử dụng được SIM nha. Đó, máy thì còn rất là đẹp người. Này khoảng cái thằng rất là đẹp nha. Nhỏ con này còn rất là đẹp rồi, gần như là 98-99 luôn á, không thấy vết cứng nào hết người. Máy hành lý 3.9 thôi mà không có một vết cứng nào luôn nè, không tin luôn. Ai quay cho người xem cái lỗ lo còn rất là đẹp nha. Đó, cái lỗ lo nè, đẹp chưa, chân sạc còn mới tinh. Đó, quay khá là nét luôn rồi, quay khá là rõ luôn nha. Rồi tình trạng của con này cũng giống như con nãy thôi, cũng có bị miếng màn hình ở trong bụi xíu thôi, nó không bị xíu nào. Ở đây nè. Đó, một chỗ nè, hai chỗ nè. Đó, hành lý luôn 3.9 thôi, 3.9 nha, rất là đẹp người. Ram 4 con này là bộ nhớ 128GB nha. iPad giờ mà xong 32GB chắc sạc không nổi đâu người, tại có mấy cái game là hết rồi. Đó, nên hành lý là đa số iPad em đổi mấy con mà khoảng bộ nhớ chắc 64 128GB mới dễ bán. Gọi lên cái iPhone 1 pin 100% nè, 7.950. iPhone 1 pin 100% màu trắng nè, 64GB, 7.950. Con màu đỏ thì 8.6, nhưng mà con này sẽ là 128GB, 8.6, 128GB. Đây con này mã hàng nha, có sao bảo vậy quốc tế nè. Đó, dung lượng là mã hàng nè. Này pin nè, pin là còn 86 luôn. Và con này bán 8.9 rồi, 8.9 pin 86 nha. Rồi lên tiếp một con nè, 7.950. Con này pin 94, con này pin zin nè, có sao bảo vậy nha. Đó, con này cũng là mã Mỹ nè, 64GB nha, 7.950, 2 con màu trắng. Đó, rất là đẹp. Rồi lên tiếp là iPhone XS 6.9 thôi, 64GB quốc tế. Con này thì không có bị lỗi gì hết người. Tình trạng là mọi chức năng sử dụng bình thường luôn, cũng là zin thôi. Đây, và con này á là chỉ có 2 pin thôi người, có sao báo vậy nha. Màn hình này đẹp, không bị lỗi gì hết nha. Chỉ có 2 pin thôi người. Đó, 2 pin, 2 pin thôi, 6.9. Shop có thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Dạ em có nha, có thanh toán bằng thẻ tín dụng luôn rồi. Rồi con này cũng vậy nè, con này là iPhone XS 256GB, con này 256GB 7.8 nè, quốc tế Mỹ nè người, không đó, 256GB nè, 7.8 nha. iPhone XS 256GB 7.8 cũng là 2 pin thôi, còn cái chức năng khác sử dụng bình thường cũng là zin luôn. Đó, hành lý là có sao bó vậy nha mọi người. Rồi lên một cây ghép mi 1.9, ghép mi 1.9 rồi. Hay Oppo chứ, Oppo A16K, RAM 3, 4, 32GB, 1.9 nha. Máy nè,
thì cũng còn khá là đẹp, ổn áp đó mọi người, 9798 nhưng mà cũng còn rất là ổn áp nha. Rồi nhắn tin không trả lời anh gọi luôn số hotline giúp em nha, tại vì bây giờ đang cái tin nhắn nó hơi bị quá tải mọi người, chứ không phải là không muốn trả lời đâu, nhiều lúc gọi luôn cho nó em chốt hàng cho nó nhanh nha. Samsung A12 gam 4 đúng không ta, con này bị 5.000, đây con gam 4 gam 6, à con này gam 428GB 2.4 pin 5.000, Samsung A12 shop có đổi cũ lấy mới bù thêm tiền không ạ? Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Nhật Huy giảm có nha anh, cùng tên luôn rồi có nha anh ơi. Tiếp theo sẽ là Samsung A02, đó cũng là pin 5.000, ram sẽ là 3GB, bộ nhớ 32GB, 1.650, không có trả góp online nha anh ơi, 1.650 thôi. Oppo A90 92 phải không ta, đúng rồi, Oppo A92 ram 828GB, chip 665, 2.950 nha. Ok chào bạn sang tông nha. Rồi lên tiếp một con XR pin 100%, 5.9 màu trắng, 64GB là XR nha mọi người. XR 64GB 5.9, con này mã hàng nha mọi người, 5.9 pin 100%. Còn 128GB 128GB 6.4 pin 85 mọi người, pin 85 màu đỏ. Nhất phong 4 em chưa có hàng luôn nha, lên 11 con mắt đi anh. Ok đợi xíu nha anh ơi, 11 mắt cho xí uống miếng nước với anh ơi, để muốn miếng nước, em khát nước quá, nó nhanh quá khô cổ họng. Rồi lên tiếp nè, lên tiếp một con tám lút nè, tám lút nha mọi người, 64GB pin còn 84, 4.4 là iPhone 8 lút rồi, màu gold. Ipmat 7.6 pin 92, 64GB, mất con này quên sạc pin nè. 11 Pro pin 100%, 10.200 nha. 11 Pro Snapdragon 2, con này màn hình 240Hz, RAM 8.26GB, chip Snapdragon 855, chỉ 3.3 thôi. Con này thì có khá là nhẹ nha, tại vì nó khung sườn nhôm nhưng mà là hợp kim mage mọi người, hay mấy con LG á nó hay xài cái khung nhôm lắm nên nó rất là nhẹ nha. 3.3 chip 855, RAM 8.26GB. Rồi lên 7 lút nè, ủa cho các ai đợi 7 lút không, 7 lút thì 3.4 nha, 128GB pin còn 88 rồi, iPhone 7 lút 128GB, 3.4. Xin chào bạn Vũ Hùng nha, iPhone 87 lút luôn pin 100%, 3.550, 3.550 nha. S21 5G đây, con này hành lý thì 7.550, có bị một vết xước ở đây đó, 7.550 nè. Còn con này bình thường á, máy đẹp á thì 8.1, 8.3 nè, chip 88 bản Mỹ, 2 SIM, S21 5G. Rồi lên tiếp nè, 12 Pro Max 15.600, iPhone 12 Pro Max 15.600 nè, pin thì còn 89% nha. Đó, tình trạng của máy này á là vỏ thì tầm khoảng 97-98 rồi đó, nhưng mà màn hình con này đã ép kính rồi nha, màn hình là vẫn là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi, có sao báo vậy rồi đó, 5.6 ép kính rồi nha. Rồi lên tiếp một con iPhone iPad màu đen 7.6 pin 83, pin 100% là 7.9 rồi, quốc tế 64GB nha, quốc tế 64GB, đây là 256GB nè, pin 87 9.1 nè đó. 64GB pin 87 8.2 nè, 8.2 rồi. iPhone SE nè, pin 100% 3.7 nha, Oppo A13 Bionic nhỏ như iPhone 8 rồi, nhỏ như iPhone 8 nha. iPhone SE 128GB pin 100% 4.350 đó. 11 Pro Max 11.500 pin 87 nè mọi người. Mở 11 Pro Max 64GB pin 87 11.500 nha. Nãy giờ có bạn nào hỏi 11 Pro Max đó. Rồi lên một con iPhone 12. iPhone 12 8.9 64GB pin còn 87%. iPhone 12 đó, 64GB pin còn 87%. Con này thì zin hết rồi, có sao báo vậy nha. Con này zin hết. Con này á thì đó, nó kính nó bị chày rồi mọi người thấy không? Kính nó bị xước nè. Cái con này nếu mà đem đi ép kính á, thì cũng được, nhưng mà em muốn để zin bán luôn mọi người. Đó, dù gì là zin nó cũng còn ok hơn. Đây, kính nó hơi xước thôi, kính nó chỉ bị chạy thôi. Đó mọi người thấy không? Khỏi đi ép kính. Cái này thì mọi người về dán cường lực là xài. Đó là hành lý luôn là 8.9 pin 87 64GB quốc tế Mỹ nha.
Đó. Thấy con nào ép kính thì sẽ nó ốp kính, con nào kính xấu kính xấu cho nó đơn giản vậy mọi người. Lời mình cũng lời như đó thôi. Mình làm cũng đâu có ra nó xạo cũng đâu có được chứ đâu người. Lời thì cũng lời như đó thôi. iPhone 11 64GB màu đen. 128GB chứ. Pin 83, iPhone 1 pin 83. 128GB con này mã CH, mã CH là của Trung Quốc mọi người. Nó sẽ được hai sim trợ lý 8.9 nha. 8.9 người. 8.9 nha. Mọi người gọi luôn số hotline giúp em nha, tại vì bây giờ em đang livestream mình không trả lời được, mọi người thông cảm nha. Oppo gì nó nó nhập Oppo Find X2 Neo RAM 12 26GB có 5G, chip sản gồm 765G, máy đẹp keng. Đó. 5.3 triệu. 5.3 triệu rồi. SE 32GB, 64GB chứ. Bên 100% 3.9 nè. F10 bản Mỹ màu đen. F10 bản Mỹ sáng giờ em cũng quay nhiều rồi. Mà thấy không? Làm chỉnh qua tiếng Việt ấy. F10 bản Mỹ sẽ là chip xử lý Snapdragon đó là 85. Giá hôm nay giảm khá là sâu nên mấy anh ủng hộ cũng khá là nhiều nên cũng còn ít lắm người. Đó. Sáng giờ ủng hộ F10 khá là nhiều nha. Chỉnh màn hình sáng lên. Đây. F10 nè, giá chỉ còn là 3.950.000, em có màu đen, màu xanh và màu trắng, bốn màu. Màn hình tầm khoảng 9798. 3.950.000 nha. RAM 8GB nè, bộ nhớ sẽ là 128GB nè. Đó. Chip xử lý Snapdragon 855. Giá này quá là VIP mọi người, 3.950.000 Samsung F10. Có 3 màu nha. Lên tiếp là một con iPhone 11 độ giỏ. Pin á, 11 độ giỏ là 8.6 người. 13 Pro Max. 128GB, pin 100%, 22.500. Nó 10 bản Mỹ á, nó 10 bản Mỹ sẽ là 5.5 triệu nha. Đây, nó 10 bản Mỹ, 5.5 triệu nha mọi người. Đó. iPhone Max 7.9, pin 100% luôn. Redmi K40 Pro 5.950 nha. Nó một lúc bản Mỹ là 6.9 rồi, có một màu đen, màu trắng, màu đa sắc, màu xanh. F10e bản Mỹ luôn, 3.6, chip sơ gần 8.5 luôn. F10e bản Mỹ. iPhone 8 Plus 256GB, pin 100%, 5.3. Còn pin 100% màu đen 64GB là 4.6. iPhone 8 Plus nha. Đây, mọi người có mua hàng mọi người lưu ý giúp em nè. Đây. Lưu ý chỉ cần chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hào Quỳnh, Vietcombank 97168, 5 con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác là lừa đảo người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 077-469-683, 0703-747-474 và 06 con số 8-774 người. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc nha người, cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha. Bảo hành 3 tháng hoặc là 1, không bảo hành gây nước cứng đớm và màn hình người. Có hỗ trợ góp không cần trả trước người. Đó. Yêu cầu là trên 18 tuổi mà không là xấu nha. Rồi lên tiếp các cái mẫu khác rồi. 11 Pro Max pin 100%, 12.800 có hộp. Oppo Reno 7 4G 5.5 triệu nha. Nó 20 6.4 triệu năm mua nha bạn ơi. Nó 20 em vẫn còn bản hàng nha. Samsung A31 2.9. Oppo A95 3.850. Samsung A21s 2.3. S21FE 5G 7.3 rồi. Geno 6S 5G 4.3. Geno 7 Pro 5G 11.900. 12 Pro 256GB 15.300, cái này ghi nhầm giá không ạ? Ifmat thì 7.9 pin 100%. Redmi 13.250 gặp 628GB. X6 triệu rồi. Còn lại 6 triệu nè. Z Fold 3 chính hãng 2 sim 19.600 nha. Máy đẹp keng rồi, bản 2 sim luôn. S Plus bản Mỹ nè, 4.750, chip 865 gặp 828GB. Pixel 4 3.6 nha. Rồi Pixel 4 là 3.6. Redmi 6X Pro 11.300. Xiaomi Mi 11 nha. Chip sẽ gần 888, 7.8. Vivo Y72 3.4. Xiaomi Mi 11i chip là 888, 7.3.
S21 5G 7 Mỹ 8.3 triệu, con Harley là 7.5 triệu. Máy bình thường là 8.3 triệu, máy đẹp nha. S20 5G 5.6 triệu. Đây nó hồi lúc bản Mỹ bán hàng cũng có nha. Bản hàng là 6.8 triệu rồi. Ở bản Mỹ thì 6.9 triệu thôi. Đó. Nó hồi lúc bản Mỹ nha, bản hàng cũng có luôn. 6.8 triệu hay 6.9 triệu. Oppo A92 nè. 2.950. A32 3.7 triệu nha. Mi 10S 128 GB 7.6 triệu. Oppo Reno 4 Pro 4.750. Note 20 Ultra bản hàng 10.200, bản Mỹ sẽ là 11.800. Đó. Bản hàng bản Mỹ bên em có đủ 3 màu nha. Đây, màu đồng, màu trắng, màu đen. Bản hàng sẽ được 2 SIM, bản Mỹ 1 SIM. À, bản Mỹ sẽ được 2 SIM. Bản hàng chỉ 1 SIM. Bản Note 10 bản Mỹ chỉ có 1 SIM thôi bạn ơi. S21 Plus nè, 9.2 triệu nha. S20 FE 128 GB 6.1 triệu. Vivo V20 2.950. Xiaomi Mi 11T 6.050. Redmi 10 2.9. K40 Gaming 6.2. Có sạc pin luôn nha. K40 Pro 128 GB chip 88 6.8. Oppo Reno 7 5G 6.950. 11 Pro Max 26GB 12.300, con này nhỏ hơi xấu. Còn máy đẹp, pin 100% là 14.200. 11 lên vỏ 8.6 nha. 12 Pro Max 128GB 17.300. Hôm nay thì bên em có gì đây không rồi? Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.